Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Liên Quân Mobile Mobile Việt, và mình là Mobile Việt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cách để giảm lag cái ping Liên Quân Mobile Đài Loan bản test. Thì hiện tại Liên Quân Mobile bản test thì đã có 500 anh em phải làm rồi, rất là đông đảo, đội hình rất là đông đảo, nhưng mà anh em mà chơi thì mạng rất là lag. Thì cách cũ thì làm chỉ vào để chơi thôi, nhưng mà chơi thì mạng rất là lag, nên là mình sẽ hướng dẫn anh em một cách giảm lag rất là hiệu quả. Rồi thì các anh em sẽ thực hiện các bước theo video nhá, anh em cố gắng theo dõi chi tiết nhá, đừng bỏ lỡ một cái chút nào, không lại bảo mình là không bảo đó. Ok, bây giờ anh em trước khi chơi thì anh em phải cắn hai phần mềm, đó là OpenVBL Collect và phần mềm đây, OpenVBL Collect đó, phần mềm này. Phần mềm thứ hai đó là OPBL Spider đó, hai phần mềm đó anh em thì có thể vào CS Play mà tải nhá. Anh em chú ý hai phần mềm này nhá. OpenVBL Connect thì chắc chắn anh em là có rồi. Còn OPBL Spider đó thì một số anh em chưa dùng. Ok, thì đầu tiên anh em sẽ vào phần mềm OPBL Spider. Thì anh em sẽ chọn một cổng kết nối, thì mình sẽ giới thiệu anh em sẽ ưu tiên hai cổng kết nối của hai quốc gia, đó là TW và JP. JP chính là Nhật Bản, TW chính là Đài Loan. Rồi nó bị báo dừng lại rồi, mình sẽ phải vào lại nhá. Không sao, cái phần mềm này nó hay bị lỗi thế mà, để vào lại thôi. TW này thì anh em sẽ chọn, đây là Taiwan này, anh chị em chọn cổng nào mà mạng mà speed này, có hai chữ ping này và speed này. Anh em chú ý là chọn cổng nào mà speed trên 60 nhá. Thì hiện tại thì rất là đen, không có cổng mạng nào speed trên 60 MB. Và anh em sẽ trang cổng nước Japan để chọn xem cổng nào mạng nào mạnh không. Rồi, Japan thì có một cổng mạng rất là mạnh, lên đến tầm hơn 236 MB/bit trên giây, nên mình sẽ chọn cái cổng Japan này. Nếu mà anh em chọn được ở cổng bên Taiwan mà có cổng nào trên 60, 70 hoặc là 80 MB/bit trên giây thì anh em có thể dùng nhá. Hoặc là bên Japan thì có cổng nào mạnh nhất, kể cổng này rất là 100 hoặc là 76 này, đều có thể dùng được. Bây giờ mình sẽ dùng cổng 236 MB/bit trên giây. Ok, có quảng cáo thì anh em bấm không nhá, accept này, sau anh em bấm collect này. Ok, rồi đây là connect xong rồi, anh em bấm vào thoát ra, không phải thoát phần mềm nhá, mà là thoát ra màn hình chính. Rồi anh em sẽ vào cái trò chơi, đó là Liên Quân Mobile Đài Loan bản test. Thì điều kiện để chơi được cái bản test này, mình đã làm video hướng dẫn chi tiết anh em rồi. Điều kiện là anh em phải chơi Liên Quân Mobile Đài Loan bản chính thức. Đó, anh em nhớ nhá, phải chơi Liên Quân Mobile Đài Loan bản chính thức, tải ở .mobile.tw. Mình có làm video và anh em vào kênh mà xem. Rất là đơn giản, tìm rất là đơn giản thôi, ở ngay ngoài kênh hướng dẫn tải và cài đặt Liên Quân Mobile Đài Loan. Và anh em phải chơi Liên Quân Mobile Đài Loan trong vòng ít nhất 7 ngày, và cách thời gian điểm đăng ký là 3 ngày anh em phải đăng nhập vào game, và phải trên level 6 nha. Thì hiện tại thì đợt đăng ký đã hết rồi, anh em phải đợi đến tầm tháng 3 á. Thế là cứ 1 tháng thì nó sẽ mở một đợt tuyển thêm người mới để vào để đăng ký để chơi bản test của họ. Thì nhiệm vụ của những người chơi bản test thì nói chung là thôi ấn vào collect, mình đăng nhập bằng Facebook. Nhiệm vụ của những người chơi bản test đó là tìm những lỗi của tướng để mà người ta fix. Ok, đang bị lỗi này. Cổng mạng này có vấn đề này.
Ok, con đây rồi. Cổng vang thì nó cũng thường nó hay chập chờn mà anh em ạ. Nên anh em cứ ấn, nói chung là cứ làm theo mình ấy, mình ấn connect cho nó connect thành công thì thôi. Trước vào game thì nó sẽ mượt hơn. Ok, bắt đầu. Mạng thì nó cũng nhiều lúc nó chập chờn, mà kể cả cái cổng mạng này nó cũng thế. Nó không được mượt thì nó sẽ có hiện tượng như trên. Thì anh em cứ làm theo các bước thì có những cái khắc phục các lỗi nào thì anh em sẽ khắc phục dần. Rồi ok, sẽ vào trận đấu. Anh em phải vào trận đấu nhá. Vào trận đấu thì mới fix được. Rồi đấu trên 5/5 nhá. Và chỉ có đấu 5/5 thôi. Anh em không được vào đấu 1/1. Ok, mình sẽ làm video này nên mình sẽ đánh một mình thôi. Cái video này thì là hướng dẫn fix nát mà. Rồi bây giờ sẽ đợi. Đợi tìm lấy trận đấu. Thì ở cái bảng này thì khá ít người chơi à, cũng có đông người chơi nhưng mà người ta không online thôi. Rất rất là nhiều. Và người ta chỉ thỉnh thoảng vào test tướng thôi. Rồi hiện tại thì có rất nhiều người mới yêu cầu bạn. Mình đăng nhập lúc nào cũng có yêu cầu kết bạn này. Rất đông anh em Việt Nam. Và bạn bè thì mình rất là nhiều rồi. Toàn anh em Việt Nam cả đó. Sắp full 200 rồi. Thôi để trong khi chờ đợi quá lâu thì mình sẽ nói cái cách luôn. Đó là anh em vào trận đấu, vào luôn vào phần chơi trận đấu ấy, chứ không phải vào màn hình chờ nha. Anh em tìm lấy trận đấu này, xong chọn tướng này, xong màn hình chờ này, xong đến vào trận đấu này. Thì lúc vào trận đấu thì anh em sẽ thoát ra đó, và anh em ấn vào cái Open VBL Collect, và anh em ấn chữ Disconnect đi đó. Xong anh em sẽ vào game. Thì lúc đó game sẽ hết lag, đảm bảo anh em luôn. Game thì hết lag mà nó mượt như mình chơi mình hay úp video đó. Thì hiện tại là do ít người chơi nên mình sẽ không làm được, mà chắc chắn cách đấy sẽ thành công. Anh em cứ làm theo là chắc chắn thành công. Thì hiện tại là không tìm được trận đấu, là quá ít người nên mình chờ đợi là quá lâu rồi. Mình đúng lúc mình làm video là ít người chơi. Thì anh em sẽ làm như thế một lần duy nhất thôi. Xong từ trận thứ hai, trong lần đăng nhập đấy thì anh em sẽ không phải làm lại nữa, và có thể chơi mượt. Khi anh em ngày tiếp theo anh em muốn chơi tiếp thì phải làm lại cái bước này.